tớp những cái vật cho người mới chơi, tiền bạc không là vấn đề. Ồ, đúng là đại gia. Rồi, nếu vậy thì vô thẳng vấn đề. Dòng trung cấp của Lightning, Winsome 79H và 79S, hai cái vật nhẹ thanh thoát 79g, rất dễ chơi, phù hợp với người mới chơi tới trình độ trung bình. Cái thứ hai sẽ là dòng iChock 01 Lia và iChock 01 Feel. Hai cái vợt vẫn tích hợp nhiều công nghệ tốt mà lại trợ lực. iChock 01 Lia sẽ là đầm đầu thiên công, còn Feel sẽ là công thủ tàn diện hơi thiên công. Một cái vợt hot từng là vợt quốc dân của dòng Tectonic, Tectonic 3. Cái vợt này có thông số dễ chơi, thêm công nghệ Tibiano, trợ lực thêm 20%. Kèm với đó thì Sonic Boom System, tiếng nổ to lắm nha. Và tiếp theo là Arcfort Canon. Cái vợt này thì bữa giờ anh em săn nhiều lắm. Không chỉ về công nghệ mà độ bền cũng cao. Một cái vợt đầm đầu thiên công được anh em săn đón nhất hiện nay. Và cuối cùng là dòng Play của Yonet nha. Dòng này thì vẫn có những công nghệ của dòng Pro, Game hay Tour, nhưng mà dễ chơi hơn, thông số phù hợp với người mới chơi tới trình độ trung bình. Và tất cả những cái vật này đều sẽ có trong phiên live ngày 16 tháng 12, Xeo Noel.